Các cô gái vừa rồi có bị thương tí nào không? Vẫn còn nguyên chứ ạ? Còn nguyên đấy. À còn nguyên. Rất là may các bạn ạ, chứ không cái này ai dám đi đế hội nữa ạ, đúng không ạ? Nguy hiểm quá. Chuối thì rõ là to. Lại còn dài nữa. Kính chào quý vị khán giả của kênh Rubathan. Chào mừng các bạn đến với hành trình tiếp theo của Rubathan ở huyện Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Hiện tại mình đang có mặt ở cái cánh đồng lớn thứ ba của Tây Bắc, đó là cánh đồng Mường Than sau Mường Thanh và Mường Lò. Cơ bản là cư dân ở Mường Than cũng là chủ yếu là đồng bào người Thái đen và người Thái trắng, bên cạnh đó còn rất nhiều các dân tộc khác nữa. Ngày hôm nay thì hưởng ứng cái tuần lễ du lịch của toàn tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên cũng tổ chức một cái lễ hội, đó gọi là lễ hội Kim Bang. Đây là một cái hoạt động tín ngưỡng mà gần như là chỉ tồn tại ở trong các cái cộng đồng bản làng ở nhà thầy cúng, và hiện tại thì huyện đã có chủ trương và phục dựng và sân khấu hóa, đưa cái lễ hội này đến gần với du khách để mọi người được tiếp cận hơn về một cái lễ hội truyền thống của người Thái đen ở Than Uyên, Lai Châu. Phía sau mình đây là phía khu nhà sàn văn hóa và đang diễn ra cái lễ hội Kim Bang. Bây giờ thì mời các bạn cùng với Ru Văn Than cùng tìm hiểu về cái lễ Kim Bang của người Thái đen xem như thế nào nhé. Thầy Mo tổ chức lễ hội Kim Bang để tạ ơn thần linh và âm binh đã phù trợ cho con người có được cuộc sống bình yên, khỏe mạnh. Lễ hội có nhiều nghi lễ, trò diễn, điệu múa thiêng phản ánh những quan niệm tín ngưỡng và tư duy sáng tạo phong phú của người Thái đen. Để chuẩn bị cho lễ hội Kim Bang, ngoài rượu, thịt và các sản vật dân cúng, thầy Mo và các con nuôi phải dựng cây vũ trụ, tiếng Thái gọi là sảng pang. Sảng pang được làm bằng các vật liệu sẵn có trong thiên nhiên như cây tre, cây chuối và các loại hoa rừng như bó mạ, bó mảy. Họ còn trang trí lên cây hoa những bông hung mảy được tết bằng chỉ màu tượng trưng của cải, những con ve sầu bằng giấy tượng trưng cho sản vật thiên nhiên, những chùm khăn phủ làm cầu nối giữa trần gian với thế giới của các thần linh. Trong lễ hội Kim Bang, thầy Mo phải sửa soạn nhiều mâm lễ để cúng tổ nghề, âm binh, linh hồn của các quan tạo mường, tạo bản và thần linh cai quản núi, rừng, sông, suối. Chào chào ông ạ. Vâng, đây là mình đã được gặp được thầy cúng trong cái lễ chuẩn bị phục dựng cái lễ hội Kim Bang đúng không thầy? Vâng. Cháu muốn thầy chia sẻ một chút là ý nghĩa của cái lễ Kim Bang nghĩa là gì ạ? Ý nghĩa Kim Bang là theo người Thái coi như là khi bà con trong bản xóm mà ốm đau rồi, coi như là mình đi cúng bái nó, coi như là hỏi, coi như nhờ ơn của thầy thế rồi. À vâng. Tức là cái lễ này là cứ mình không có gì may mắn hoặc là ốm đau đúng không ạ? Thì là mình phải làm một cái lễ cúng. Và cái lễ cúng để giải hạn đấy đúng không ạ? Vâng. Và cái này người ta gọi là Kim Bang. Và bây giờ thì chủ yếu là để phục dựng lại, để phục vụ cho du lịch lễ hội thôi đúng không ạ? Chứ còn trong cuộc sống hàng ngày thì bây giờ cũng ít rồi đúng không ạ? Vâng, vâng, cho cảm ơn thầy ạ. Vâng. Bên này là mình đứng đón đại biểu hay là đúng đại biểu đấy ạ, chứ không phải là trong phần lễ đâu đúng không ạ? Vâng. Và các nghệ nhân về khu vực đàn lễ để thực hiện nghi thức trong lễ hội.
tôi xin trân trọng kính mời các sếp lãnh đạo mộc mạc nhưng thành kính điều cần ạ. Làm miếng trước đã. Hai không già đấy nhá. Pang là nghi lễ thỉnh đoàn quân mo, thầy mo thỉnh âm binh nơi đảm một về ngược quanh đàn lễ để bảo vệ và phù trợ cho thầy, không cho các ma xấu đến quấy rầy phá hoại. Người Mường mình ơi, mở cửa đảm mình nhé, mở cửa mở khe khẽ, mở cửa gỗ cài thét, mời quân thầy về ngự. Thầy mo kính cẩn thỉnh linh hồn ở các kiếp đời phìa tạo của Mường của bản về thụ hưởng lễ vật và phù hộ cho dân bản dân Mường. Quay đầu rồng quan Mường đi trước, quay đầu voi quan bản dẫn đầu, quan mình đi sớm mới quay. Khi âm binh và các quan tào đã về đông đủ, thầy mo hành lễ điểm mâm. Thầy mo tay cầm quạt vái ba vái, rồi cất lời hát điểm mâm lễ vật. Dâng mâm lễ quan Mường ăn no đủ, dâng mâm lễ quan chủ không thiếu ai. Dâng lên đẳng rừng xấu giữa đồi, dâng lên đẳng nghĩa địa giữa đường. Lập ho Tiếp theo là nghi lễ điểm con nuôi. Trước đàn lễ, thầy mo điểm danh các con nuôi và xin thần linh phù hộ cho họ có được sức khỏe dồi dào, cuộc sống bình yên, no đủ. Đàm ơi, ăn rồi nhớ phù hộ, chớ uổng công cho con cháu. Có đồng bạc về chuộc hồn đầu, có vải cuộn về chuộc hồn chủ đàm à. Đưa hồn về, đưa ngay trước mâm nhé, đưa hồn về vào tay thầy mo. Về nằm nôi mo cong, về mo điệu, mo bế du êm, hồn chủ ở an lành. Cái mà khẩu là ngơ quá. Nhau là ư. Chính cái sao nó khẩu cái đầu sao nó ăn đầy kinh sầu có đến thú đầy đủ lúc nào cái là mình luôn kinh khổ lộn năng luôn kinh tạm bằng kia quá kinh cả nhớ tôi lúc hạ xuống tòa hẳn khẩu lắm sao con khẩu lắm sao khuẩn năng à
Ma phú đủ đẹp mà ta nên nó đủ đẹp cấp cả đồ nát cả đủ đẹp không mong ta còn cái đấy nói số quay tàu đó nè hấp năm cực tiền trẻ bé này cực tiền tiếng tiền hết sao tròn ra tiền na sao tròn cả nên nó thằng kia sẽ quấn ở đó tiền trẻ nó sẽ cắt tiền thế này nè trời biết đâu chưa gì mà hấp nặng đâu chưa giống sao thầy mo cùng các xảo chiều cô là những cô gái chưa chồng xinh đẹp bố quanh cây hoa để hầu tránh nhau tránh nhau à là nàng ngồi vâng và kính thưa quý vị, lúc này quý vị du khách đang cùng được chứng kiến các xảo diệp cô múa xung quanh cây hoa để hồ diệu thần linh. Chắc là mọi người chuyển sang cái hoạt động như kiểu là diễn sướng ấy các bạn ạ. Những cái ống nứa này sẽ mang ra để tạo cái nhịp điệu ở trên kia. Mình có cho hỏi chỗ thầy thì cái phần này là không phải là trong cái nghi lễ truyền thống nhá. Nhưng cái phần ống nứa này là phần diễn sướng thôi. Cùng nhau đệm ống tre xuống sàn gỗ, tạo âm thanh vang vọng giữa đại ngàn. Âm thanh ấy được người Thái coi là tiếng sấm, gọi mưa về tưới mát nhân gian, cho cây cối tốt tươi, cho nhà nhà no đủ. Thank you.
Dẫn chương trình vừa giới thiệu thì trong lúc thầy cúng mà đi tìm hồn của người bị ốm ấy, thì có khỉ, có thường luồng giúp đỡ, voi, các loài động vật trong rừng nữa, nên là bây giờ sẽ có một cái trò diễn sướng, đó là thầy sẽ biểu diễn lại các cái hoạt động như là khỉ uống nước, voi uống nước và thường luồng ăn nhái đấy. Con nhái ở trong cái bát úp ấy đúng không? Hay là hòn đá hay gì ạ? À, chắc là con voi rồi, đi chậm như này. Voi sẽ đi tìm nước để uống. À, voi đã tìm thấy nước rồi. Nước thì biết chạy. Chạy nhiều quá thầy mệt đấy cô ạ. Nhưng mà như mình dự đoán, nếu mà làm lễ cúng thật thì chắc là sẽ phải ăn con nhái thật đấy các bạn ạ. Còn đây là đã là hoạt động gọi là phục dựng lại thôi để phục vụ cho du khách. Nhưng mà em hỏi một chút, nếu mà trong cái lễ cúng thật sự ấy thì ở cái màn đầu tiên mà thuộc luồng ăn nhái thì mình có ăn con nhái thật không? Ăn thật luôn, nó sống luôn à? À đấy. Nói đến ăn cái gì là ăn cái đấy. À. Lúc đấy là thầy mới thể hiện sức mạnh thực sự của thầy, còn đây là không gian lễ hội nên là phải người đâu. Bây giờ là một khỉ đi ăn hoa chuối. Cái hoa chuối treo ở trên cây gọi là cây tao à? Cây tao ở đâu? Cây tao. Hoạt động diễn sướng này, nếu mà các em các cháu thứ mầm non thì chắc là rất là thích thú.
thầy cúng sẽ diễn hóa thân thành các cái con vật. À, bắt đầu leo cây rồi. À. Trước mắt quý vị đang được đến với trò diễn thuộc lù uống nước. Trên hành trình đi tìm hồn của người ốm, thầy mo phải nhờ thuồng luồng giúp ở dưới nước. Trong lễ hội Kinpan, thầy mo phải dùng tài phép của mình để thỉnh mời các thế lực này về vui hồn. Quý vị đang đến với trò diễn thuồng luồng uống nước. Hành trình của thầy khá là dài đấy các bạn ạ, lại quay về chỗ cây tao kia. Chính này là đầu tiên ăn nhái là macaron nhé các bạn nhé, không phải thùng luồng đâu mà là macaron, một trong những loại ma rất là nổi tiếng của người Thái mà thực sự cũng không biết nó có tồn tại hay không. Cái này thì lần này thầy làm voi thì thầy phải kêu tiếng voi nữa các bạn ạ. Cái hơi rượu quá, không biết là rượu hay là nước nữa. Nước mà, thêm một vòi ống nước các bạn. Thấy cái bát hơi mùi rượu lắm. Động tác với lại là âm thanh giống. Ờ. Thầy đã biểu diễn rất nhiều cái trò diễn sướng, tức là mình không thể ghi hình hết được các bạn ạ. Ví dụ như đây là một cái trò mà thầy sẽ chữa bệnh thấp khớp đau không đi được này. Đây là cái trò như là giả câm giả điếc, rất là nhiều trò nhưng mà mình cũng chỉ vắn tắt lại thôi. Thầy đúng là thầy tính ra là phải được xếp vào nghệ sĩ ưu tú rồi đấy nhỉ. Vai nào thầy cũng diễn được. Chúng ta sẽ xem cảm xúc của khán giả khi xem thấy thầy diễn nha. Em đã được xem một cái lễ thực tế này ở trong bản bao giờ chưa? Em là người Thái trắng. À, đây là tục người Thái đen. À, anh thấy em tham gia cùng anh tưởng là em là người Thái đen. Vâng, đây là lễ lịch sử của người Thái đen thôi đúng không? Nhưng mà đây là lễ của người Thái đen. À, và em là Thái trắng. Là người Thái trắng là thầy có một cái lễ nào tương tự này không? Không, không có à? Thế nên là đứng lấy giờ quan sát thấy bạn này rất là cảm xúc luôn.
để ý từng chi tiết, từng cái biểu cảm của thầy diễn. Nói chung là lần đầu được xem ạ. Lần đầu được xem mà. Vâng, nên là mình cũng thấy hơi gọi là sao ta, phấn khích. Nhiều cảm xúc đúng không? Anh cũng vậy, vì anh lần đầu tiên lên trên này và được tham gia được xem cái lễ này. Thế ở trên này là mình có cả người thái đen và người thái trắng à? Em tên là gì? Lan Anh còn đi học không? Em vừa học xong năm ngoái. Vừa học xong năm ngoái à? Thế là 2003 à? Bây giờ em đi học hay đi làm rồi? Em vẫn đang ở nhà. À đúng rồi. Thầy đây vừa khỏi rồi đúng không? Những hoàn cảnh về chữa bệnh, tạo không khí vui nhộn, xóa tan về sự ô lo về bệnh tật của những người tham dự, đồng thời phản ánh quan niệm của người Thái đen về công lao của thầy Mo đối với cộng đồng. À đây à? Thế cháu thấy trắng hay thấy đen? Trắng người kia. Hai người dùng cây chuối đâm vào nhau tạo nên màn trêu đùa, trêu hút nhau. Chắc là sau khi người bệnh đã khỏi bệnh khỏe mạnh rồi thì trở lại với cuộc sống bình thường sinh hoạt hàng ngày, cày bừa cấy hái và sử dụng những con trâu để cày bừa, và có cái màn diễn sướng là cho trâu húc nhau. Đấy. Màn trêu đùa, trâu hút nhau, tự nhiên để những người đàn ông dùng cây chuối đâm vào nhau tạo nên màn trêu đùa cực kỳ vui nhộn trong lễ hội. Nhưng mà nay có cả trâu cái húc nhau, không biết là vì được điều gì. Không phải phân thắng thua thì mới dừng lại chứ, phải có một con chạy chứ. Có này thua rồi. Có này thua à? Có muốn húc với chú không? Tiếp theo phần hồi sẽ là điều múa sinh tình khí. Những người đàn ông sử dụng những thân cây chuối giả làm tiểu quý của mình. Họ vừa kéo thân mình, vừa chạy những thân của quý vào những người phụ nữ mà họ gặp. Chỗ này nhiều này. Phản ánh ước vọng của người Thái đen về sự sinh sôi nảy nở của muôn loài. Những người đàn ông đang sử dụng những thân cây chuối giả làm cổ quý của mình.
ho vươn vượt thành đâm cổ quý vào những người phụ nữ mà họ gặp. Các cô gái vừa rồi có bị thương tí nào không? Vẫn còn nguyên chứ ạ? Còn nguyên. Rất là may các bạn ạ, chứ không cái này ai dám đi lễ hội nữa ạ, đúng không ạ? Nguy hiểm quá. Chuối thì rõ là to, lại còn dài nữa. Các chị em hết mất hết cả hồn. Xước một tí à? Xước ngoài da anh ạ, không được ngoài da, không ảnh hưởng bên trong ạ. Nhưng mà sau khi anh quan sát thì các em chú ý nhá, ngoài bảo vệ bên đằng trước ra mình phải bảo vệ đằng sau ấy nhá. Thế các anh ấy là hay tấn công đằng sau là các em bị là chịu thua đấy. Tấn công đằng sau nguy hiểm đấy anh ạ. Đằng sau đằng biết mới nguy hiểm thôi. Hai người đàn ông tấn công. Thế chính tỏ là chị này chưa phát hiện ra cái sự nguy hiểm từ đằng sau các bạn ạ. Đúng là gái chưa có chồng thật đấy. Đây là điệu múa tổng kết của cái lễ hội này rồi. Vâng, và lúc này thì ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời các quý vị du khách thập phương. Xong lễ múa này là xong rồi đúng không chị? Đó là mời đại biểu xong múa tổng kết. Với điệu múa xòe. Là hết rồi, là kết thúc cái phần này ở đây rồi. Xung quanh đây sẵn bạc. Kết thúc lễ hội trong lúc mang. Chiều nay hay chưa đăng ký? Chú chắc ngày mai kia. Mày đi đâu? Mày ép pin nào ơi. Mày ép pin nào ơi. Các lọn ngồi múa đi các lọn ơi. Rubathan. Rubathan. Người Thái có tức là cái văn hóa cộng đồng rất là lớn các bạn ạ. Đấy, những cái hoạt động này thì tất cả mọi người đều được vào vui chơi tham gia rất vui luôn. Trời ơi. Sau đây thì mình cũng xin được hòa chung cái không khí lễ hội của bà con nhân dân người Thái đen ở đây và tham gia vào vòng xòe cùng với mọi người. Cái video về cái lễ Kin Pang của người Thái đen ở Than Uyên, Lai Châu của mình, của Rubathan cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Rubathan trong những video lễ hội Kin Pang của người Thái đen trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được chân thành kính mời. Bây giờ là gọi là ải MP lọt, tức là bố mẹ rồi anh em bạn bè là vào hết đâu ạ. Đấy, các bạn có thể xin được. Múa xòe này đáng ra là có phải có một tí kinh lẩu vào ấy nhỉ chị nhỉ, thì nó xòe nó mới bốc đúng không? Con này là mình xòe nó không được rực rỡ lắm đúng không? Nó đang thiếu lẩu đúng không ạ? Vâng. Vâng. Phải kinh lẩu vào. Mình cài rượu ở mấy cái ống nứa kìa anh kìa. Vâng ạ. Đấy, xong rồi mình dở vào ống nước, mình cứ phải thêm vào thì xòe nó mới vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.